Bác nào hay phải chạy đi chạy lại và tắt máy bơm thì dùng ngay bộ điều khiển từ xa này nhé. Chân 1, 2 các bác sẽ đấu điện vào nhé. Và chân 3, 4 các bác đấu ra tải cần điều khiển. Tải cần điều khiển ở đây có thể là máy bơm, hay là bóng đèn, hay là quạt. Tất cả các thiết bị gì các bác cần điều khiển thì các bác đấu vào chân 3, 4 nhé. Chỉ cần như vậy là sử dụng được ngay. Bây giờ em sẽ cấp điện để test thử cho các bác xem nhé. Đây ạ. Đấy, rất là đơn giản thôi. Lắp đặt đơn giản, nhanh gọn, ai cũng có thể lắp đặt được nhé. Và con này nó có thể điều khiển được khoảng cách lên đến là 100m. Tải tối đa của nó là 1,5 ngựa nhé. Đó thì bác nào đang cần tưới cây, tưới hoa, tưới rau ấy, tay ướt không cần phải chạy đi chạy lại, chỉ cần bấm một phát là sử dụng được ngay nhé. Hy vọng là thiết bị này sẽ giúp các bác có một cuộc sống tiện ích hơn.